Vì em, vì em. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Ta đã từng chung đêm giường mà sao không xứng, yêu quá nhiều và thương quá nhiều giờ đau cũng nhiều. Em lỡ là giao phú phàm giờ mình anh mơ, anh quá gần cũng chẳng mơ một ngày bơ vơ. Anh vô cùng những tháng năm bao lời yêu cũng xa xăm, anh lần đau thấu vai em bên hai đôi dài tương lai. Anh môi ôm những đớn đau trong lòng bao vết u sầu, em dường như đã bắt đầu một tình yêu mới. Em và ai cũng xa nhau, anh tận tâm với đơn thân khi tình yêu đã vỡ rồi. Đợi tao có người yêu, tao in ảnh dán vào cổng nhà chúng mày. Cái tội chứ tao không có người yêu. Hoa trên giấy không sơn hoa vẫn vờ. Thương ai rồi dù chẳng chờ vẫn thương. Em ơi đừng sầu, em ơi đừng buồn, em ơi đừng tin những lời người ta. Mấy ai thật thà yêu em nữa đâu, chỉ còn yêu ơi. Đứa nào ơi một cái nha, ta dọn đồ thôi nhà đứa đó ở liền. Hãy thử để tên tỉnh thành của bạn ở đây để xem đồng hương trên này của bạn có nhiều không nha. Anh em sau ba tỉnh thành mãi đỉnh. Ở đây không có chuyện Valentine gì hết. Những người không cùng một dòng máu không là cái gì của nhau cả. Mày có mẹ mày, cha mày, em gái mày và tao. Thế thôi, còn những đứa con gái khác sẵn sàng chia tay mày bất cứ lúc nào. Nụ cười em như tia nắng xuân, em đêm mang theo hơi ấm. Âu sầu trong anh như xóa đi chỉ bởi những nụ cười ngây ngô. Chứ bán em tia anh lại lo, vì tiền hồi giờ còn chưa có cưới em. Xong anh ăn gì để nó năm sau đi em ơi. Chơi lâu anh mua xe hơi đưa em đi chơi không lo mưa đâu. Ở đâu? Cái gì cơ? Cho anh xem tình cảm của em ở đâu mà anh không thể thấy, cũng không thể chạm vào, lại càng không thể cảm nhận. Hôm qua em còn nơi đó, hôm nay tan về nơi đâu. Ông thương là nhìn cái 5.000 đó nha. Nơi đây còn đông chút bao. Chiều phút lan xuống mỗi nhiều lời đời không đáng.
đêm em ba chữ. Khi anh mở mắt ra chỉ còn lại lá thư. Trong một khoảnh khắc em đã là người xa xưa. Buốt giá con tim quá. Lạnh lẽo tâm hồn. Hãy tóc đường mà đi tham quan là khốn ăn chơi ở vùng biên giới. Là nơi ăn chơi xa lọ, đốn tiền của các dân chơi. Mà có con phố nhỏ đèn màu, các ông quan vẫn thường người tới. Là một người tỉnh táo, tôi không mê tín. Tôi mê chính bản thân. 3 giây hỏi thật nhé. Người bạn thương tên là gì? Bạn có dám nhắc họ ở đây không? Đẹp trai gì đó mà không chịu yêu. Toàn yêu ba cái dân tàu lao. Ngóng về bên ấy ba lòng thì đắng cay khi thấy anh sông dày. Bên đó ngày xưa hai ta hay gặp